Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với S Channel. Các bạn thân mến, từ trước đến nay khi mà nhắc đến dòng XA của Sony thì chúng ta thường nghĩ đến một dòng điện thoại thuộc phân khúc tầm trung này, có một cái ngoại hình là viền trên dưới thì rất là dày, đúng truyền thống của Sony, nhưng mà viền hai bên thì lại cực mỏng. Vậy thì với năm 2018, khi mà Sony họ cho ra mắt bộ đôi là XK2 và XK2 Ultra thì đã có những điểm thay đổi gì? Ngay bây giờ hãy cùng mình đánh giá trên tay nhanh trước Sony Xperia XK2 Ultra nhé. Nhiều bạn thì sẽ tự hỏi rằng là tại sao mình chỉ đánh giá vào trên tay nhanh trước Sony Xperia XK2 Ultra thôi. Thì thực sự thì với bản XK2 bình thường thì nó chỉ khác là XK2 Ultra sẽ có một cái màn hình lớn hơn lên đến 6 inch và bộ đôi camera kép selfie ở phía trước mà thôi. Chính vì vậy thì mình sẽ đánh giá em này để có một cái nhìn tổng quan và toàn diện nhất về dòng XK2 năm nay của Sony. Như mình đã nói thì XK2 Ultra năm nay thì nó sẽ sở hữu một cái màn hình lên đến 6 inch với cái chất lượng màn hình là Full HD. Tuy nhiên thì các bạn nghĩ sao khi mà một cái chiếc điện thoại mà có một cái màn hình là 6 inch nhưng ở năm 2018 vẫn chỉ có tỷ lệ là 16:9 mà thôi? Thì đương nhiên nó vẫn sẽ có một cái thiết kế truyền thống của Sony, viền trên dưới rất là dày, nhưng viền hai bên sẽ được mỏng lại. Điểm đặc biệt ở viền hai bên năm nay thì các bạn có thể thấy rằng là X2 Ultra đã được làm cái phần viền mỏng và có một chút hơi cong nhẹ về hai bên. Nó khiến chúng ta có một cảm giác cầm nắm dễ dàng hơn, ôm tay hơn rất nhiều. Với một cái kích thước tổng thể máy như thế này thì mình nghĩ rằng là viền trên dưới đã được làm mỏng hơn so với thế hệ trước rồi. Ở phía mặt sau chúng ta vẫn sẽ có, đó chính là một cái camera, cụm đèn flash và cảm biến vân tay ở mặt lưng. Nếu nói về mặt sau năm nay thì có một điểm khá mới, đó chính là về cảm biến vân tay khi mà Sony họ đã để sang mặt lưng. Bù lại thì với phím nguồn như mọi năm là chúng ta sẽ có tích hợp luôn cả cảm biến vân tay, thì năm nay đã được đổi lại thành một cái phím nguồn theo dạng hình tròn rồi phay xước như những cái thiết kế cũ của Sony. Nhìn tổng quan về tổng thể thiết kế của máy thì mình thấy rằng là đây là một chiếc máy khá hầm hố và nó sẽ phù hợp hơn cho những bạn con trai, tức là chúng ta sẽ có một cái kích cỡ tay to hơn. Với bạn XK2 thì nó có lẽ là nó sẽ có nhiều những cái đường nét mềm mại hơn và phù hợp hơn với những bạn là nữ. Bản này thì mình nghĩ rằng là thiết kế của nó hầm hố, và đặc biệt thì mình thấy rằng là nhiều bạn sẽ kiểu nghĩ rằng là với một cái thiết kế lớn như thế này thì sẽ bị dễ bị cầm không chắc tay rồi rơi vỡ này nọ. Nhưng mà như mình nói thì với cái thiết kế cong về phía hai bên nó giúp chúng ta cảm giác cầm nắm chắc tay hơn, và đặc biệt thì phần mặt trước cũng sẽ có được một cái tấm kính cường lực Gorilla Glass giúp chúng ta có thể bảo vệ máy tốt hơn nữa. Một điểm nữa mà mình khá thích trên dòng XK2 năm nay của Sony đó chính là họ đã nâng cấp cổng USB Type-C cho chiếc điện thoại của mình. Thực sự mình nghĩ rằng là USB Type-C ở năm 2018 là một điểm bắt buộc với tất cả những máy sử dụng Android. Ở phía cạnh dưới thì chúng ta cũng sẽ có là một cái loa ngoài, và nhận xét qua về chất âm thì mình thấy rằng là chiếc loa này đem lại một chất âm dừng lại ở mức ổn trong phân khúc giá tầm trung của Sony XA2 Ultra. Bởi vì thì nếu mà nghe âm lượng thường thì nó sẽ khá ổn, nhưng mà nếu như các bạn bật to lên thì dường như là cái phần bass của nó làm không ổn lắm, nên là nghe âm nó sẽ hơi bị chát một tí. Nên là mình khuyên các bạn rằng là chúng ta có thể sử dụng loa Bluetooth hoặc là có thể dùng ở mức âm lượng thường, nó sẽ mang lại chúng ta một trải nghiệm tốt hơn. Bỏ qua những cái điểm linh tinh khác thì điểm đáng siêu đáng chú ý trên dòng XK2 năm nay của Sony đó chính là về cấu hình, và không còn là những con chip MediaTek mà mỗi khi mở hộp hay là những mỗi khi mua về hay nghe về cấu hình của Sony chúng ta ngán ngẩm nữa, mà năm nay Sony đã trang bị cho dòng X2 của mình một con chip đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 630. Mình nghĩ rằng là với cái dung lượng RAM thêm nữa là 4GB nó sẽ rất phù hợp cho tất cả những fan của Sony, những bạn nào yêu thích máy Sony để có thể chiến game rồi trải nghiệm những tác vụ hàng ngày. Bởi vì mình có nghe một số những các bạn chia sẻ rằng là các bạn ấy rất thích Sony, nhưng mà những dòng tầm trung Sony thì thường không được trang bị những con chip mạnh, và các bạn ấy bắt buộc phải tích góp tiền rồi mua những cái dòng flagship. Tuy nhiên thì với dòng X2 năm nay thì mình nghĩ rằng là đã phù hợp hơn với những bạn nào mà là sinh viên và có một cái túi tiền không phải là rộng lắm. Mình có tiết lộ cho các bạn là điểm mà mình chấm được chiếc AnTuTu của chiếc X2 năm nay là vào khoảng tầm 85.194 điểm. Chúng ta có thấy rằng là cả GPU và những phần khác thì đều được nâng cấp so với dòng XK năm ngoái của Sony. X2 Ultra năm nay thì sẽ được trang bị cho mình đó chính là Android 8.0. Và mình nghĩ rằng là với 2 ngày trải nghiệm em nó thì mình thấy là nó không hề có hiện tượng bị giật lag, ngay cả khi mà mình xem YouTube, mình để nguyên cái tác vụ đấy và bật sang chơi game hoặc lướt Facebook thì nó cũng không hề bị nóng máy lên nhiều và có một cái hiện tượng giật lag nào cả. Tiếp đó chính là camera selfie kép. Mình nói rằng đây cũng chính là một điểm mà ăn tiền trên dòng XK năm nay của Sony. Chúng ta sẽ có được là hai camera, một chiếc camera 16MP giúp chúng ta có một chất lượng ảnh tốt hơn cả trong điều kiện thiếu sáng, và một chiếc camera là 8MP nó sẽ giúp chúng ta có góc rộng chụp lên đến 120 độ. Và đặc biệt thì với phần camera này nó sẽ hoạt động một cách độc lập với nhau, tức là khi các bạn che một trong hai cái thì chiếc còn lại vẫn có thể hoạt động bình thường được, và mình khá thích cái kiểu này. Nhận xét qua về chất ảnh thì mình có thể thấy rằng là chất ảnh năm nay trên chiếc XK2 Ultra nó đã làm khá tốt về phần màu và phần chi tiết. Màu lên khá ổn, da người làm tốt, không bị như kiểu là các bạn bị làm đẹp quá lên, gò mặt quá như là những cái dòng máy thiên về selfie.
Tuy nhiên thì với cái chụp ảnh góc rộng này thì phần chi tiết đằng sau, hậu cảnh đằng sau thì nó vẫn có hiện tượng hơi bị cong một chút. Còn về phần camera sau của máy thì nó sẽ sở hữu cho mình một chiếc camera sau với độ phân giải là 23 megapixel. Nếu như Asus họ nói rằng là AI camera họ trang bị trên dòng Asus Zenfone 5 và Zenfone 5Z của họ thì Sony đã có từ rất lâu rồi, từ những cái dòng trước đó rồi, với cái tính năng đó chính là Super Auto. Thì với cái tính năng này nó sẽ giúp cho các bạn nhận diện được hình ảnh. Ví dụ chẳng hạn như kiểu các bạn chụp đồ ăn, nó sẽ tự động chuyển sang cái chế độ nhận diện là món ăn hấp dẫn rồi rất nhiều thứ khác. Và mình nghĩ rằng đây cũng là một điểm mà Sony đã làm khá tốt với camera của họ từ rất lâu rồi. Thế còn về quay clip trên chiếc Sony Xperia XK2 Ultra thì sao? Đây là một điểm mình khá thích. Trên chiếc điện thoại này thì nó được trang bị cái tính năng là quay 4K 30fps. Và mình nhấn mạnh rằng là đây là chiếc điện thoại duy nhất thuộc phân khúc tầm trung sở hữu cái chất lượng là quay 4K. Mình cũng đã thử quay thử một đoạn đây thì mình thấy rằng là cái chất lượng hình ảnh lên thì khá tốt với camera của họ. Nếu như để nói về điểm mình thích nhất ở đoạn clip mà mình quay này thì mình thấy rằng là cái chống rung của Sony thực sự là ổn. Khi mà chúng ta có chống rung 40, một cái công nghệ mà Sony đã quá nổi tiếng rồi. Nói chung là để nói về camera thì mình sẽ có một bài nói riêng về camera đánh giá chi tiết cho các bạn sau. Ở clip này thì mình sẽ chỉ nhận xét qua như vậy thôi. Về dung lượng pin của máy thì máy sẽ sở hữu cho mình một dung lượng pin lên đến là 3580 mAh. Với dung lượng pin này thì mình nghĩ rằng là khá khủng và ổn để các bạn sử dụng. Các bạn sử dụng đi cả một ngày dài bên ngoài mà không cần phải mang vác theo kiểu sạc dự phòng rồi lỉnh kỉnh tất cả các thứ. Máy cũng sẽ được trang bị một cái tính năng đó chính là công nghệ sạc thông minh. Nó sẽ giúp chúng ta không bị có hiện tượng chai pin, tức là sạc kiểu quá qua đêm nó bị đầy tràn pin á. Thì nó sẽ giúp tăng tuổi thọ pin hơn rất là nhiều. Và đặc biệt thì máy cũng sẽ được trang bị là Quick Charge 3.0 nữa. Tóm lại thì trên chiếc Sony XK2 Ultra năm nay chúng ta vẫn sẽ có một chiếc điện thoại mang hơi hướng thiết kế truyền thống của Sony. Chúng ta sẽ có một màn hình 6 inch với tỷ lệ màn hình cũ là 16:9, phù hợp với hầu hết tất cả những cái ứng dụng hiện nay trên điện thoại. Chúng ta sẽ có được một con chip với hiệu năng mạnh đó chính là Snapdragon 630 chứ không còn là MediaTek nữa, và sẽ có được camera kép này rồi quay 4K nữa. Các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Các bạn thích nó hay là các bạn chờ đợi chiếc Sony Xperia XZ2? Hãy để lại ý kiến phía dưới phần comment. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Peace.